Hội là Thánh Đức Chúa Trời nhé. Anh Tư ơi, duy rất là lạc quan. Thế vẫn có Thánh Đức Chúa Trời ở ngay chỗ công viên. Thôi đi mua ấy đi. Đi mua chú vịt lộn đi. Thôi mua chú vịt lộn đi. Ngồi thì nóng nhỉ. Không, quán nó đắt. Mua về luộc á? Mua về luộc. Đi sang đây mua này. Còn đồ gì không? Cái xe ô tô tặng sinh nhật vẫn còn này. Còn gì đâu em hỡi từng kỷ niệm. Em cho ăn hết cỡ nó to hơn đấy luôn. To như thế là cái gì? À. Cái gì? Anh cuốn đấy. Mẹ bùng đi mua ở trên đây đấy. Anh biết không? Cô em có cầm tiền không? Mẹ. Chị mẹ. Cầm tiền chó đâu. Yeah. Nhà ông nhà đấy. Hay chuyển khoản. Chị mẹ. Ui, nhìn rõ vú này. Gì chứ, nó không mà.